Rồi, máy đang chạy bộ cũng gần tới đồng anh em ơi. Rồi 93 tới luôn. Rồi đang đi xuống đồng luôn. Đang xuống dốc luôn anh em. Quá đứng luôn. Rồi châm dầu luôn. Bữa nay anh em mình ra đồng giải trí đến với kênh Vũ miền Tây của mình ha. Máy 70 với 9. Em đang ngay sàn bao luôn rồi em ơi. Rồi 70 với 93 đi xuống trước anh em, còn 100 còn nằm ở trên bờ rồi. Rồi để tôi cắt trước rồi. Ở đây thì đồng này thì cũng có còn hai miếng này nữa là cuối đồng này anh em ơi. Đồng này nào ngay mưa không đợi nước không à. Bữa nay máy này cắt kè không à. Rồi chúng ta xuống luôn. Lẽ đang đi xuống luôn nè. Đèo dốc này quá đứng luôn anh em ơi. Ở đây thì ba máy nó chạy chung miếng đất này luôn anh em ơi. Rồi. Kéo đi xuống gom lúa rồi nè. Kè lúa vô bờ. Tiếp tục cắt nữa mới bỏ lúa xuống một đống luôn anh em ơi. Đây là chúng ta đang đi xuống luôn nè. Tiếp tục bỏ lúa vô bờ nữa anh em ơi. Đóng lúa luôn. 70 nãy đây xuống đóng, giờ chúng ta cũng để một đống luôn anh em. Rồi tiếp tục cắt nữa anh em ơi. Gọi nước nè. Mà ngay vùng đất này thì nó là đất lung anh em. Rồi đang lấy lúa qua anh em.
Trên lẻ đang lội nước, quá nước luôn anh em ơi. Chín ba đang lội nước thì vô anh em, còn 70 với 100 lẻ này lên trên nè, anh đầu trên. Là ngay đồng này thì đồng của xã An Tức của huyện Chi Tôn, An Giang anh em. Đồng này thì cũng còn có 2 miếng này đó là hết đồng này. Lối vô là anh em ơi. Rồi, tiếp tục cắt nữa anh em ơi. Đang gọi nước này. Máy 93 này đất khô nó chạy dữ lắm anh em, chạy đất nước nó chạy chậm nè, chạy lẹ sợ nó lướt lúa. Máy 10 nó đang kè lúa xuống nè anh em, còn 93 với 100 lẻ nó đang ở đầu trên nè. Hai xe kéo cũng đang ở trên để chờ lấy lúa. Lúc cũng nở bánh xe luôn anh em à. 93 chỉ 100 lẻ đang đi xuống nè. Kè một đống lúa luôn anh em à. Trăm lẻ nó chứa cái bồn chứa này 10 mấy 20 bao anh em, bồn nó bự lắm. Rồi tiếp tục cắt nữa. Thank you.
coi lỗi nước nè, quá dữ nước luôn anh em ơi. Lẽ nó muốn đi cái lên nữa cái hát như vậy đây nè. Rồi, cắt lúa cũng vừa xong luôn anh em ơi. Mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình nữa. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.